phù thủy xấu xí. Ngày xưa, có hai chị em nọ sống với mẹ kế và con riêng của bà ta. Khi người bố qua đời, người mẹ kế ngày càng tàn độc, nên một hôm, nhân cơ hội bà mẹ kế đi vắng, hai chị em đã lén bỏ nhà ra đi. Mẹ ơi, con bé kia đâu rồi? Nó còn chưa giặt xong váy cho con mà lại trốn đi chơi hả? Lúc nào nó về, con phải cho nó một trận mới được. Hai chị em nó đã trốn rồi. Cái gì? Bọn nó dám bỏ trốn sao? Thảo nào cả ngày hôm nay con không thể tìm thấy hai chị em của nó. Chắc bọn nó nhân cơ hội mẹ con mình đi dự tiệc để bỏ trốn đây mà. Từ khi cha mất á, mẹ con mình đã nhân từ cho hai đứa nó ở lại đây, cho cơm ăn, áo mặc. Vậy mà bọn nó lại dám bỏ trốn. Thật tức quá đi. Mẹ phải làm gì đi chứ? Bây giờ nó đi rồi thì ai làm việc nhà cho con đây? Dù cho chúng nó đi đâu á, thì ta cũng sẽ bắt bọn chúng phải nhận lấy sự trừng phạt này. Chị ơi, chạy cả ngày em mệt và đói quá chị ạ. Cố lên em, chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi đất nước này. Có như vậy, mẹ kế mới không thể tìm ra được. Mẹ kế là phù thủy, chắc chắn bà ta sẽ không để yên cho chị em mình đâu. Nhưng chị ơi, đôi chân của em đã không còn sức lực nào nữa rồi. Bụng em thì rất đói, đã hơn một ngày chúng ta chưa có gì vào bụng. Chúng ta đã đi được đoạn đường rất xa rồi, chắc bà ta sẽ không đuổi theo nữa đâu. Bà ta đáng sợ lắm, chị em mình vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bây giờ cha đã không còn nữa, phải vất vả lắm chị mới đưa em trốn thoát được khỏi đó. Chị phải bảo vệ em, không để em phải chịu vất vả nữa đâu. Em hiểu rồi chị ơi, vậy chúng ta dừng lại ăn chút gì đó đi, rồi đi tiếp được không chị? Ôi cháu, tuyệt quá à, mình đang khát. Cha, cha hả? Sao thế này? Sao người mình lại đầy lông lá thế kia? Chị ơi, em sợ quá. Em ơi, em, chị đã vất vả trèo được lên cây cao để hái quả cho em đây nè. Chị ơi. Hả? Người là ai? Sao lại nhận là em của ta? Em ta đâu rồi? Hồ có thấy em ta ở đâu không? Chị ơi, em đây, em là em trai của chị đây. Chị hãy mau cứu em đi. Trời ơi, là em của chị đây sao? Có chuyện gì xảy ra với em thế này? Sao em lại biến thành hồ con được? Chị ơi, em chỉ uống có một ngụm nước suối chỗ kia mà không hiểu sao lại biến thành thế này. Chị đã dặn em không được đi lung tung rồi mà, sao em lại không nghe lời của chị chứ? Chị ơi, em xin lỗi, vì em khát quá nên muốn uống chút nước cho đỡ khát mà thôi. Có lẽ nào dòng nước mà em uống đã bị phù phép rồi. Chị, em cũng biết nữa, em sợ, chị đừng bỏ em chị nha. Em trai của chị, em đừng sợ mà, đã có chị đây rồi, chị sẽ luôn bên em mà. Cho dù em phải mang hình dáng này mãi mãi, thì chị cũng sẽ không bỏ rơi em chứ hả? Em sợ lắm chị ơi. Sao chị có thể bỏ rơi em được chứ? Chị chỉ còn một mình em mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể đi vào thành được nữa. Thôi thì chị em mình sẽ ở lại trong khu rừng này. Chắc mẹ kế cũng không thể đoán được chúng ta trốn ở đây đâu. Từ nay chị sẽ chăm sóc cho em. Em đừng lo lắng nữa, có chị ở đây rồi. Và từ đó, hai chị em sống ở một ngôi nhà nhỏ ven rừng. Hằng ngày, người chị đi kiếm quả dại và cỏ non về cho hươu em ăn. Hai chị em quấn quýt bên nhau. Thế rồi hôm ấy, chị ơi, chị cho em đi ra ngoài kia xem có chuyện gì đi chị. Bây giờ em mang hình dạng con hươu, quanh đây lại có nhiều thợ săn lắm. Chị sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa mẹ kế chắc vẫn còn truy lùng chúng ta đó. Em đi như vậy chị không yên tâm đâu. Không sao đâu ạ, em sẽ hết sức cẩn thận. Em quanh quẩn trong nhà cả ngày rất buồn chán. Chị cho em đi nha. Bây giờ em đã là hươu nên rất nhanh nhẹn. Nếu gặp người lạ em sẽ ngay lập tức chạy về nhà ngay. Vậy thì trước khi trời tối em phải quay về đó nha. Dạ vâng thưa chị, em nhớ rồi ạ.
Đã lâu rồi ta không nhìn thấy con khu nào đẹp như vậy. Nhà ngươi hãy theo chân của nó, nhất định chúng ta phải bắt được nó mang về kinh thành. Dạ vâng, thưa quốc vương. Thật kỳ lạ, mình phải bẩm báo chuyện này cho đức vua. Những lần sau, hươu con lại tiếp tục xin chị ra ngoài chơi. Trời ơi, sao giữa rừng vắng lại có một cô gái xinh đẹp như này? Nàng là cô gái đẹp nhất bà ta từng gặp. Ta chính là quốc vương của đất nước này. Nàng có muốn theo ta về cung và trở thành hoàng hậu của ta không? Ta sẽ yêu thương và chăm sóc nàng mãi mãi. Nàng đồng ý chứ? Trong phút chốc, quốc vương đã phải lòng cô thôn nữ xinh đẹp. Người chị cả cũng vô cùng bất ngờ khi đứng trước mặt mình là một đấng nam nhi uy dũng. Nhà vua đưa hai chị em về kinh thành, từ đó người chị cả trở thành hoàng hậu. Trong khi đó, ở quê nhà, người dì ghẻ biết được tin ấy và vô cùng tức giận. Nhân lúc vua đi chinh chiến xa, hai mẹ con mụ liền tìm cách trà trộn vào kinh thành. Dạ thưa hoàng hậu, xin kính mời hoàng hậu dậy uống thuốc bổ ạ. Thần mới sắc thôi. Sao lại thế này chứ? Uống thứ thuốc này, ngươi sẽ nằm đó ngủ mãi mãi, trừ khi có thuốc giải của ta mà thôi, mà điều đó thì không bao giờ. Mẹ à, tại sao vẫn chỉ có một mắt vậy mẹ? Nếu chỉ có một mắt thì làm sao ăn nói với quốc vương được đây? Mẹ phải giúp con trở nên xinh đẹp như chị ta chứ. Thôi chết, cây gậy phép thuật chết tiệt này không còn đủ năng lượng để thay đổi cả người của con rồi. Thôi được, chỉ cần luyện thêm công lực cho nó đủ 30 ngày, ta sẽ hô biến được con giống hoàng hậu hoàn toàn. Từ giờ cho tới lúc đó, con hãy nghĩ cách đối phó với đức vua khi đức vua trở về đi. Phải làm sao để lừa quốc vương trong thời gian dài như vậy được? Con sợ lắm mẹ ơi, nếu bị phát hiện thì chúng ta tiêu đời mất. Con không có việc gì phải sợ cả. Làm gì có ai xứng đáng làm hoàng hậu hơn con chứ. Hãy nghĩ xem, nếu con là hoàng hậu, vậy thì chúng ta sẽ được sung sướng suốt đời, có kẻ hầu người hạ. Bây giờ con hãy làm theo cách của ta. Hoàng hậu yêu quý của ta. Hả? Người đâu? Mau thắp sáng căn phòng của hoàng hậu lên cho ta. Sao các người lại để tối tăm thế này chứ? Ấy khoan thưa đức vua, từ khi người đi xa, vì nhớ thương người quá nên thiếp sinh bệnh. Thiếp cứ nhìn thấy ánh sáng là rất sợ. Thiếp muốn ở một mình tịnh dưỡng một thời gian. Mong bệ hạ cho phép. Tội nghiệp nàng, nàng không thể cho ta gặp nàng một chút sao? Nhìn nàng xong thì ta mới có thể yên tâm được. Những ngày ở chiến trường ta luôn nhung nhớ nàng. Không được đâu đức vua, bây giờ thiếp vẫn chưa khỏi hẳn bệnh, thiếp không muốn người nhìn thấy bộ dạng này của thiếp, xin người hiểu cho. Được rồi, vậy ta sẽ đi. Nếu nàng muốn ra ngoài thì hãy sai người đi báo tin cho ta, ta sẽ lập tức đến thăm nàng. Nhà vua bước đi ra ngoài, trong lòng không khỏi buồn phiền lo lắng cho người vợ của mình. Tại sao hoàng hậu của ta lại mắc một căn bệnh kỳ quái như vậy chứ? Trước đây nàng từng mắc bệnh dịch, khắp mặt nổi mụn đỏ, nhưng nàng đâu có tránh mặt ta đâu. Thái độ của nàng đối với ta thật xa lạ. Là hưu con ư? Ta đang định đi tìm ngươi đây. Hưu con ơi, tại sao ngươi lại khóc chứ? Có phải ngươi cũng buồn rầu vì chứng sợ ánh sáng của hoàng hậu không? Người ở trong phòng kia không phải chị của tôi. Hả? Nghĩa là sao? Hoàng hậu bị ai ám hại? Đức vua, trước hết xin đức vua hãy cùng đi đến nơi này đã. Đức vua, chuyện là thế này ạ. Từ nhỏ mẹ của chị em tôi mất sớm, cha tôi lấy vợ khác và mất không lâu sau đó. Gia đình chúng tôi vốn có của ăn của để, nhưng sau khi cha mất, hai mẹ con mẹ kế lấy hết tất cả của cải mà cha để lại, bắt chúng tôi ở trong nhà kho hàng ngày phải hầu hạ hai mẹ con bà ta. Vì quá thương tôi, chị ấy đã dẫn tôi cùng bỏ trốn. Lần này mụ ta ghen tị vì chị tôi đã trở thành hoàng hậu nên âm thầm vào cung hãm hại chị ấy. Sau khi uống bát thuốc của mụ ta, hoàng hậu thật sự đã ngã xuống và chìm sâu trong giấc ngủ. Còn người trong kia chính là con gái của mụ ta giả mạo thành chị của tôi mà thôi. Hoàng hậu, trời ơi, nhất định ta phải cứu nàng, bắt buộc chúng phải trả giá. Đức vua, thần có cách này, nhất định cứu được hoàng hậu.
Nốt ngày nay để tu luyện cho cây gậy này có thêm năng lượng, sang đến ngày mai thì con ta có thể xuất hiện ra ngoài ánh sáng và thành mẫu nghi thiên hạ rồi. Dạ, hoàng hậu thấy khó ở trong người, chịu gặp bà ngay ạ. Hả? Vậy sao? Ừ, để ta đi. Chiếc gậy ma thuật đã bị phá bỏ, ta đã trở lại thành người được rồi. Kẻ nào dám giả mạo con? Gọi mẹ đến vậy. Đó chính là ta. Các người thật to gan, dám hãm hại hoàng hậu của ta. Thưa đức vua, người đang nói điều gì lạ lùng vậy ạ? À? Hoàng hậu của người quả thật đã bị bệnh nặng. Thần đang giúp cho hoàng hậu chữa bệnh đây. Chỉ cần thêm một ngày nữa thôi là hoàng hậu có thể trở lại bình thường được rồi ạ. À. Đến nước này rồi mà ngươi còn dám nói dối ta ư? Chẳng phải chính ngươi đã khiến hoàng hậu thực sự của ta chìm sâu vào giấc ngủ hay sao? Dạ thưa đức vua, đây chỉ là một sự hiểu nhầm thôi. Xin hãy đợi thần một chút. Nhưng chiếc gậy phép thuật của bà làm gì còn nữa mà bà định đi lấy cơ chứ? Xin đức vua hãy cho quân lính bắt mụ ta lại. Ngươi, ta thật hồ đồ đã không để mắt đến ngươi. Xin bệ hạ tha tội, xin bệ hạ tha tội, xin bệ hạ tha tội. Nếu ngươi muốn ta tha cho một con đường sống thì mau tìm thuốc giải cho hoàng hậu đi. Dạ vâng, thần sẽ làm ngay đây. Xin bệ hạ cho mẹ con thần con đường sống. Thế là từ đó đức vua cùng hoàng hậu sống hạnh phúc bên cậu em trai của mình. Hai mẹ con mụ phù thủy được tha mạng, nhưng cả đời phải sống trong ngục thất. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.